Sao chọn đúng này? À, mỗi lần. Tuấn ơi, lưới nhà em nó đã rách sẵn rồi đấy nhá. Tớ đập mũi lên. Một tiếng gầm làm con ruồi đang bay rụng xuống chết luôn. Trước tiên thì cứ đập được đã, sau này nắm rồi cầu sẽ gục xuống ngay mà. Giống như là người ta quăng chài ấy, khi người ta quăng bắt đầu nó vòng, nó tủa ra xung quanh, nó co vào bắt cá. Thích ngồi cạnh anh à? Anh thua một đôi của mua rẻ có một người ở sân Tây này. Mua rẻ có chung. Khả năng thế, ừ. Chung. Anh thua ngay trận đầu tiên. Chung thế? Chủ sinh là Sơn. Hôm đánh giải anh đánh 3 trận đều 3 xét luôn. Giải chi mô? Thật giải thế giới cô lông ấy. Giải đấy em đang ở nhà. Ừ. Giải đấy mình còn không biết ai anh chơi giải đâu. Nhưng không anh rủ em thì anh đôi năm đôi hai. Bớt. Tiền nào em? Chạy nào? Không biết. Mới được trả. To đánh bao giờ? Không luôn. Xa nhà anh quá. Xa hẳn thì anh còn đi được, xa bình thường khó đi. Chán đi. Ngày xưa anh cũng đánh ở sân Bạch Đằng một thời gian đấy. Đánh được hai sân. Đánh ở cái sân trung tính đánh gần tường. Nó hẹp. Sân thứ ba bên trong còn đánh sợ nữa. Đánh sân trung tính toàn lại ra mà. Đấy. Đánh cái đi. Gãy gãy mua cái mới mà tiền nhiều nhờ. Gãy không mua cái mới thì nghỉ luôn à. Em đến nơi chưa? Đánh rất xong rồi còn hỏi đến nơi chưa? Anh đang ở đâu? Ở bố lại thầy. Bố lại xe bếp chín rồi, xe bếp mà. Bắt xe bếp được đấy. Ờ, nhanh lên nhá. Xe bếp Sơn Tây từ Mỹ Đình. Đến thị xã Sơn Tây, cái xe này lên tận huyện Ninh Nam đó. Dừng rồi, đi hết tuyến. Đi hết tuyến à? Bảo đi hết tuyến à? Hoặc là đi đến chỗ ngã ba. Đấy, Tuấn mà đánh với anh thì sao chịu được gì ạ? Rồi, hỏi sau. Lên hỏi thằng bán vé. Các chỉ cho. Cứ tưởng là ông ấy đi gần nơi rồi, bây giờ anh xong 7 giờ em đi. Thế ở nhà luôn. Không, bên đây chỉ để đi thân thôi mà. Mai chơi. Tiếp đây. Mai Tuấn sẽ xế cho em nhé. Tuấn nào? Tuấn nhờ. Còn khi mà lúc về thì em bắt xe đi rồi nhé. Ok. Ok. Em mai đi chơi luôn. Sao mai đi mà? Còn mỗi anh là về rồi. Mai đi chơi cùng luôn, xuống luôn. Làm anh đau đầu hay từ sáng. Em thề luôn, anh hôm nay em còn phải chiến đấu cùng mà em chịu nhiệt. Biết sao không, con bé kia đi yên tử 3 hôm mà không có ai làm. Thế là khá đấy, cố gắng. Thế là em mà lặng là nhẹ em. Em phải biết là hôm nay anh điện liên tục. Em này, Hà này, em biết lúc sáng em gọi cho anh thì máy bận, em bảo 100% rồi mua từ đây về Hà. Thế là em cả Hà, em gọi cho Hà thấy em không nghe máy chắc chắn. Hôm qua nghe tin không im đã bực mình, em về nhà điên.
Vâng, 11 giờ em đi làm về. Ừ. Đông khách à? Em phải làm tối, con bé Phương Vân nó nghỉ. Tuấn thì không phải là tâm lý đâu, nó chỉ là ấy thôi, sinh lý yếu thế thôi. Cái hôm chân lên lại, lại có bị anh Huy anh ấy trêu. Anh nhìn rồi, anh hôm đấy anh xem rồi. Dạ? Hôm đấy anh xem thấy rồi. Ông Huy đánh hay chứ. Huy đánh hay chứ. À, giải gốc sen là anh Huy đánh với chị Nga đấy. Nga nào? À cái chị... Nga ở đây cho anh. Ở đây. Ở đây chứ. Nga, đúng rồi. Nga Sài Gòn mà. Hai răng nanh hổ. Hai cái răng hổ báo. Nói xấu là có người nhảy lên đá trong cái trận đấy. Cho gì? Ờ đấy. Trong đó trong Hồ Chí Minh có. Đất mà đây là đất nhà anh đâu mà. Nó là của cái diễn đàn cầu lông chúng con. Nhưng mà này cố xem ngoài này có nhưng năm ngoái cũng tổ chức giải cho em. Quên con cung tài trong viện cho Linh Đan. Xấu nè. Hả? Không biết, chỉ biết nó cao hơn em. Ở gần chỗ kia mới năm có ông cụt một ngón tay đánh dã man lắm. Cụt là ai nhỉ? Cụt mà như kiểu bị bỏng ấy. Em không biết bao giờ, em ở Việt Nam nữa. À thế à? Ông ấy đậm, cao. Cao, to, đẹp dai. Không đẹp dai lắm, đẹp bình thường. Không, to thì anh không đẹp dai nhé. Cho em vào đây. Em kêu em chưa nóng. Trần sau nam nữ đi em. Đánh lại bò xanh à? Ừ. Đấy, ra ngoài. Lại. Hay quá nhỉ.